Thanh Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, chúng ta sống trên đời này cũng giống như là chúng ta đang chơi một ván cờ lớn, ván cờ của chính cuộc đời chúng ta vậy. Trong ván cờ đó, chúng ta có thể tiến, cũng có thể lui, có thể quyết định sống lương thiện hoặc cũng có thể nghe lời dụ dỗ của người khác mà sa ngã vào những việc không phù hợp với đạo đức nhân sinh trong cuộc sống hiện đại. Những gì mà bạn đang gánh chịu bây giờ đều là do bạn khởi niệm mà thành. Tất cả những gì bạn có trong tương lai, cũng như là những gì bạn phải gánh chịu trong tương lai là do những hành vi cử chỉ bây giờ của bạn tạo nên. Vậy nên, nếu như muốn tương lai sống trọn vẹn, thanh thản, thì ngay từ bây giờ hãy tránh 5 việc làm sau đây quý vị nhé. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi qua clip sau đây. 5 việc khiến đời mất hết phúc báo, ai cũng nên biết để tránh. Thứ nhất, sống lãng phí. Những hạt cơm trong bát đều là sự vất vả của người nông dân. Người Á Đông từ xa xưa luôn được giáo dục, sống tiết kiệm, trân trọng nâng niu những gì mình được hưởng ngày hôm nay. Nhưng trong xã hội ngày nay, nhiều người nghĩ rằng cuộc sống cần phải thể hiện đẳng cấp và sự xa xỉ, để thể hiện với bạn bè rằng mình là người giàu có, lúc đấy mới có thể ngẩng cao đầu. Phúc mà một người được hưởng trong đời đã được ông trời sắp đặt. Vì vậy, những người biết trân trọng những gì mà mình có được luôn hiểu rằng nếu sống lãng phí, họ sẽ không còn được hưởng phúc. Thứ hai, bất hiếu. Bách thiện hiếu vi tiên. Một người không hiếu thuận với cha mẹ không có cách nào làm cho người khác tin tưởng, dù là việc lớn hay nhỏ. Bởi vì khi họ thờ ơ với chính cả những người sinh ra và nuôi nấng họ, thì làm sao có thể thực sự dùng tấm lòng chân thành để đối đãi với người khác. Loại người này nhìn thì có vẻ nhiệt tình, tích cực, nhưng một ngày nào đó đối diện với sự lựa chọn có ích cho bản thân, họ sẽ chẳng cần đắn đo suy nghĩ đến người khác. Sóng trước đổ vào đâu, sóng sau cũng đổ vào đó. Người không hiếu thuận, không những cuộc sống không thuận lợi, mà đến lúc già, con cái cũng dùng cách họ từng đối xử với cha mẹ để đối xử lại với họ. Thứ ba, ham tranh giành đấu đá. Có những chuyện sẽ xảy ra theo cách chúng ta không mong muốn. Điều cần làm chính là nhìn nhận lại bản thân mình, sau đó tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Không nên tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác. Có lợi thì bản thân hưởng, đến lúc gặp họa lại đẩy cho người khác là một hành vi vô trách nhiệm. Cho dù lỗi là do người khác, trước tiên hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Đừng chỉ biết cách tìm thoát thân mà còn mặc kệ những người xung quanh. Làm như vậy, phúc báo sẽ vì thế mà tổn hao. Thứ tư, bàn chuyện thị phi sau lưng người khác. Hành vi của một người, cho dù có thế nào đi nữa, cũng không nên bàn luận phía sau lưng họ. Muốn nói gì, hãy đến gặp và nói trực tiếp với họ. Bởi vì bàn luận sau lưng người khác là một hành vi vô lễ và không hay một chút nào. Một người có phẩm chất tốt sẽ không làm như vậy. Cuộc sống này không có ai là hoàn mỹ, ai cũng có khuyết điểm. Nhưng quan trọng là chúng ta tìm cách khắc phục và có thể thay đổi nó. Hành vi của một người cho dù có thế nào đi nữa cũng không nên bàn luận phía sau lưng họ. Muốn nói gì hãy đến gặp và nói trực tiếp với họ. Bởi vì bàn luận sau lưng người khác là một hành vi vô lễ và không hay một chút nào. Thứ năm, ghen ghét, đố kỵ. Bạn đã từng gặp phải kiểu người này trong cuộc sống hay chưa? Khi con của một người bạn vừa thi đỗ vào một trường đại học, liền bảo đấy không phải là một trường có danh tiếng. Thậm chí lúc người khác đạt được thành công thì lại nghĩ rằng đó chỉ là may mắn, bản thân cũng có thể làm được. Rồi lúc đồng nghiệp mua một chiếc áo mới, liền chê bai màu sắc quá tệ. Ra đường gặp người khác ăn mặc sang trọng, nhã nhặn, liền trách người khác chỉ biết làm màu cho thiên hạ xem, còn ác miệng chu ẻo cuộc sống của người ta. Người như vậy, miệng của họ như một con dao, nhưng lại không có tấm lòng của người đầu bếp. Trong lòng chỉ có sự đố kỵ, luôn phủ nhận sự cố gắng của người khác, chỉ để thỏa mãn nỗi ghen tức trong lòng. Ngược lại, nếu là người có tấm lòng bao dung, luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với người khác, thì ắt hẳn sẽ là một điều phúc đức không gì bằng. Lòng đố kỵ càng lớn, không những làm tổn hại đến người khác mà còn tổn hại cả bản thân, làm mất đi phúc báo của chính mình.
Quý vị thân mến, năm hành vi trên sẽ làm cho phúc báo của một người giảm đi nhanh chóng. Hãy sống tốt để bản thân mỗi người không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà nội tâm cũng luôn được tỏa sáng, được hưởng một cuộc sống an nhàn, may mắn. Cổ nhân có câu, vận mệnh là do mình tự tạo, phúc đức do mình tự tích lũy. Con người sống ở đời luôn chú trọng việc tích lũy phúc báo để mưu cầu cuộc sống bình an, thuận lợi. Nhưng ba kiểu người dưới đây nếu không biết tiết chế trong cuộc sống, cuối cùng lại hại mình, hại người. Thứ nhất, người phóng túng, nuông chiều dục vọng. Trang Tử từng nói, người có nhiều ham muốn, dục vọng là những người hiểu biết nông cạn. Người không biết kiềm chế dục vọng sẽ đánh mất linh tính trong cuộc sống. Phúc phận trời cho, tự nhiên cũng bạc mỏng. Vui nhưng không được vui quá hóa không vui. Dục vọng không thể phóng túng dục vọng bằng tai họa, bởi dục vọng là canh bạc nhân tính. Dục vọng vừa phải là động lực để tiến bộ, nhưng nếu nuông chiều dục vọng một cách thái quá, sẽ biến dục vọng thành con mãnh thú, bất thình lình thôn tính nhân tâm. Ngọn nguồn của mọi đau khổ trên thế gian này đều đến từ dục vọng vô tận, nó kiểm soát nội tâm con người một cách chặt chẽ. Nếu không muốn trở thành nô lệ của dục vọng, chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân tiết chế. Không phải chỉ có nuông chiều dục vọng mới được thực sự mãn nguyện. Nhà văn đương đại Trung Quốc Phùng Ký Tài từng nói, cuộc sống không bao giờ đối xử tệ với bất cứ ai. Nó luôn cho bạn nếm chút mật ngọt nhất vào những lúc bạn cay đắng, đau khổ nhất. Cứ mãi phóng túng, thỏa mãn dục vọng cá nhân, cuộc sống trước mắt có thể trơn tru như mật. Nhưng thực ra sẽ khiến chúng ta có thói quen tham lam vô độ. Những người như vậy dĩ nhiên không thể có phúc. Vì vậy, hãy tiết chế dục để bắt đầu tu tạo phúc báo. Thứ hai, người tự tin, cao ngạo một cách mù quáng. Tự tin là ngọn hải đăng giúp soi đường chỉ lối. Nhưng tự tin thái quá lại là miếng vải che mắt, dễ khiến con người ta mê muội. Tự tin một cách mù quáng giống như một chén rượu độc. Nếm thử thì ngon, nhưng thực ra là tế mạng. Con người ta sở dĩ hay lầm đường lạc lối không phải là do vô tri mà là do tự tin thái quá. Khiêm tốn thì người phục, khoa trương thì bại sự. Vũ trụ vô tận, vô cùng, học, học nữa, học mãi. Tự tin vừa phải, nhìn nhận rõ bản thân mới có thể vượt hết núi này sang núi nọ. Đánh giá quá cao bản thân là tự phụ. Người tự phụ thiếu sự linh hoạt, dễ bảo thủ, dậm chân tại chỗ. Người tự phụ tầm nhìn hạn hẹp, không chịu học hỏi điểm mạnh của người khác. Người tự phụ không thấu tình thế, khó lòng nhìn rõ hoàn cảnh của chính mình. Khiêm tốn làm việc, tỉnh táo làm người mới là người có phúc. Thứ ba, người lương thiện thái quá. Cổ nhân thường răn dạy chúng ta rằng, một điều nhịn là chín điều lành, thiệt thòi là phúc. Nhưng chúng ta lại thường bỏ qua một chân tướng sự thật tàn khốc. Lương thiện một cách thái quá cũng là một tội ác. Rồi lại có câu, khuyên người hướng thiện cũng phải xem người đó như thế nào. Nếu người đó có thể khuyên bảo được, hãy khuyên bảo bằng những lời thiện. Trong quá trình khuyên bảo cũng nên chú ý sử dụng biện pháp phù hợp. Ngay cả việc khuyên bảo người hướng thiện cũng phải xem người đó là người như thế nào. Lương thiện bất chấp đối tượng, không có giới hạn, là tự rước họa vào thân, là tự mình hại mình, là vô phúc. Lương thiện mà đánh mất răng cưa là yếu đuối nhu nhược, dung túng kẻ ác, nhẫn nhịn quá chỉ khiến mình thiệt thân. Lương thiện không giới hạn sẽ khiến người khác cảm thấy nực cười. Lương thiện mà không có chừng mực chỉ khiến đối phương được đằng chân, lân đằng đầu. Khoan dung không có nguyên tắc chỉ khiến đối phương hoành hành ngang ngược. Đẳng cấp của sự lương thiện là khi xử lý bất cứ vấn đề, việc gì cũng đều xem xét một cách kỹ lưỡng. Chẳng vậy mà Khổng Tử từng nói, lương thiện mà không có hạn độ là hẹp hòi. Việc thiện mà không qua suy nghĩ có thể sẽ là việc ác. Khoan dung một cách vô hạn là nhu nhược, lương thiện một cách thái quá là ngu xuẩn, là vô phúc chứ không phải có phúc. Hành thiện một cách đúng đắn và phù hợp mới có thể tích lũy được phúc báo thật sự. Thưa quý vị, phúc báo lớn nhất của đời người đó là mọi thứ vừa phải, không phóng túng dục vọng, không lương thiện quá đà, không nảy sinh kiêu ngạo.
làm việc mà không có giới hạn, dù hiện tại có vẻ vang đến mấy, nhưng cuối cùng cũng có ngày xa chân vực thẳm. Làm người phải học cách tiết chế, làm việc có khắc độ, như vậy mới phúc báo đầy nhà.